Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một nơi có rất là nhiều đồ gốm sứ để mình tìm một cái sản phẩm, một cái bát. Đối với mình nó là một cái bát đặc biệt mà có lẽ đến đây nếu mà nhiều người có lẽ là cũng không biết đâu. Đó là một bát bún ngan. Đấy, mọi người đến Hà Nội thì thường đến Bát Tràng để du lịch, để tham quan, để mua sắm. Nhưng mà mọi người thường trở về khi giữa buổi chiều hoặc cuối buổi chiều. Còn ở đây thì để mà tìm được một bát bún ngan ấy, chúng ta phải chờ đến tầm 5 giờ chiều, chờ đi cho đến 3 giờ sáng hoặc 4 giờ sáng thì chúng ta mới tìm được bát bún ngan này. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn nhé. Ở Bát Tràng này thì là cái nôi của nghề gốm sứ của miền Bắc. Và nếu mà để tìm bát đũa, bát đĩa thì sẽ rất là nhiều. Còn tìm một bát bún ngan thì như mình nói đấy, phải đợi đến lúc mà mặt trời lặn rồi đấy. Mùa đông sẽ là mặt trời lặn rồi, còn mùa hè thì trời sầm sầm tối rồi, chúng ta sẽ tìm được bát bún ngan ở đây. Đây là đến cái quán này, nó cũng nhỏ thôi nhưng mà nó là một cái quán mà có thể nói là cái người dân ở cái làng Bát Tràng này hầu như là sẽ vào đây ăn này. Đấy, mình thì biết cái quán này là cũng được 2 năm rồi nhưng mà bây giờ mới có điều kiện để mà làm clip mà chia sẻ với mọi người là cái món ăn ở đây nó như thế nào. Thì bún ngan thì là nó cũng là bình dân thôi, ở đâu cũng có, Bắc và Nam thì ở đâu cũng có rồi, nhưng mà hương vị thì mỗi nơi làm một khác nhau, rồi tay nghề đầu bếp nữa thì cũng nó cũng khác nhau. Nhưng ở đây thì các bạn có thể quan sát thế này, một bát bún ngan rất là đầy đặn, thịt ngan này, rồi cũng có một miếng tiết này, rồi các rau gia vị như là có hành, có giá, có mùi, sẽ vừa ăn vừa cảm nhận và chia sẻ với mọi người nhé. Có lẽ là đơn giản nhưng mọi người nghĩ là nhiều quán thì sẽ cho nhiều vị trí để tăng cái độ ngon lên, thì chúng ta không có nhiều cái xương và ngan để luộc để tạo nước ngọt. Nhưng ở quán này thì mình thấy là nước dùng rất là vừa đấy, và có cái độ ngọt, độ đậm của nó. Và một cái nữa là thịt ngan rất là có cái độ ngọt, độ dai, và thịt nó không bị bở, có cái độ dai này. Mình thấy là thịt ngan rất là ngon và thơm, nó không bị hôi, không bị ôi gì cả. Đấy. Còn những điều khác ấy, thì mình có lẽ là hy vọng các bạn đến và cảm nhận, ăn thử và cảm nhận rồi chia sẻ cùng với mình. Mình nhận thấy cái điều này là nó khác biệt so với các cái quán bún ngan khác ở Hà Nội. Đấy. Có thể là cái món ăn thì tùy từng người mà cảm nhận thôi. Người này cho rằng là mặn, người này cho rằng là chưa đủ ngọt. Nhưng mà mình ăn rất cũng khá là nhiều quán rồi. Thái Hà này, ăn rồi này, Phố Cổ cũng ăn rồi này, rồi là Ngọc Lâm cũng ăn rồi này. Đấy, nói chung là những cái nơi mà hầu như ở đâu cũng có bún ngan, những cái nơi mà mình thấy là cũng khá là nổi tiếng thì mình đều ăn cả rồi, thì cảm nhận được, có sự so sánh được, thì mình dám chắc là đến 90%, chứ còn 100% là khó nhé. 90% là mình sẽ chấm điểm ở đây là cao hơn những cái chỗ đấy đấy. Các bạn ăn thì có vừa với cả cái khẩu vị của mọi người không, nhưng mà mình nhận thấy là ở đây là rất là ưng. Cái măng ở đây cũng rất là đầy đủ vị luôn, cái măng cay ở đây cũng có, ở đây thì người ta làm không cay lắm đấy, măng cay ngọt ấy. Mọi người cũng biết là các cái quán bún ngan này thường có cái món đấy, ăn ai ăn được cay thì sẽ là hợp, thêm chén rượu nữa là cũng ổn. Đấy, măng thì rất là giòn nhá, giòn không bị hôi, không bị chua, không bị vàng, ủ vàng.
vàng đó. Đây, hơi hơi màu ngà ngà thôi, chứ măng đã được ngâm rồi, măng ngâm để cho nó hết đắng. Còn cái vệ sinh ở đây thì mình thấy cảm nhận là cái vệ sinh ở đây là cũng là hàng cổ. Đối với các cái hàng quán như thế này thì mình thấy vệ sinh đây khá là ổn. Sau đây thì mình sẽ tìm hiểu thêm một số vấn đề quán thông qua anh chủ quán. Mình mở được lâu chưa? 17 năm rồi. 16, 17 năm rồi. Cái nghề, nó cũng phải nghề gia truyền của nhà mình không ạ? Ừ, nghề của anh đấy. Vâng. Không. Không phải nghề gia truyền. Cái quán của anh ấy, em biết là chỉ mở buổi chiều thôi đúng không? À, đêm. Tức là từ mấy giờ chiều? Là từ 3 giờ chiều. 3 giờ chiều. À, 4 giờ chiều. 3 giờ bắt đầu làm ngang. 3, mang đến. 3 giờ chiều. Vâng. Mang đến cho anh gật hoa lông thôi. Ngan của anh là đều chọn hết đúng không? Rồi, em ăn mấy lần là em biết là ngan chọn. Cái này là mình làm là có đi làm ở đâu rồi không hay là mình không tự làm? Tự lên làm. Đấy. Em thấy anh nấu là chuẩn. Bữa nay thì anh nấu thì 7 tháng con, không được chục con. Cái thịt ngan nó cũng ngọt. Nói chung là cái mình làm mình thấy quay cái chân ngan này thì cái nhân chân ngan rút xương đúng không? Em vừa làm rồi. Em có ăn ngày xưa rồi. Ngày xưa em ăn rồi, lúc đấy em định hỏi cơ vì em không nhìn thấy. Em hỏi chị một tí. Đây là cái món chân rút xương xào. Vâng. Chân ngan rút xương xào đó các bạn ơi. Nhìn rất là hấp dẫn. Cái này chắc là dành cho dân nhậu là nó sẽ hợp hơn. Còn xuống ta ăn chơi cũng ăn được nhưng mà nó sẽ hợp lý rất nhiều cho cái dân nhậu. Bây giờ mình sẽ cất vào đây nhá. Ông trụ tạo điều kiện cho mình rất nhiều. Cái này thì đến tầm mấy giờ đêm thì anh hết hàng? 1 giờ 2 giờ chủ yếu phục vụ dân trong Bát Tràng này đúng không? Vâng. Trung bình một ngày thì anh tiêu thụ hết khoảng mấy con ngan? Ngan này nó chắc tầm 3-4 cân. Vâng. Vậy ấy chủ yếu hình như là anh làm là chủ yếu. Chuyên ngan thôi, chuyên ngan. Cái quán của mình đây là có lấy thương hiệu là gì anh? Anh làm dương còi. Em biết quán này cũng phải 2 năm. Lúc nào tiện đường đi xuống đây thì em đều rẽ ra. Em là xem không biết. Cảm ơn anh nhá. Vâng. Em đi làm các cái du lịch với cả món ăn. Vâng. Các vùng miền nên ở đâu cứ món ngon mình quay. Vâng. Vâng. Anh là Dương đúng không ạ? Dương Còi. Dương.